Hoàng Nam Audio xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đang theo dõi kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu như test một em nọc xì mang thương hiệu Inken và có model là EQ4010C cho một anh khách ở trong Long Khánh, Đồng Nai anh em nhé. Anh đã đăng ký kênh của em rồi thì xem và nhận hàng giúp em. Em này thì cách đây khoảng 3 hôm thì em đã giới thiệu trên kênh rồi, nên là em không phân tích nhiều quá về các cái tính năng. Hôm nay em quay qua các cái góc cạnh của máy cũng như là test lại nhạc để gửi cho anh trước khi đóng gói. Đây là tổng thể của mặt trước của em lọc xì mà em sẽ gửi cho anh trai trong chiều nay. Máy thì em đã test rất là kỹ rồi. Đấy, thì trước khi đóng gói lần cuối thì em test lại để gửi cho anh cái bản test chi tiết này. Năm nay thì lưu nhớ được 6 chế độ, sử dụng được 2 thiết bị đầu vào. Tí nữa trước khi đóng gói là em sẽ dịch những cái phím này, phím cơ bản nhất nhé, để dùng cho anh về anh cắm, cũng như là phía trước phía sau em đều có hướng dẫn sử dụng. Và em này là máy chạy điện 220 anh em nhé. Đấy, nên là không cần phải lo cắm nhầm điện này. Đây là nội thất của em 4010C. Cơ bản nhất là cái mạch này thì nó gần giống như là em 2 đèn 5010C. Chỉ khuyết một cái vị trí chỗ này là dành cho cái đèn nước thứ hai, nên là nhưng mà giá thành rẻ hơn rất nhiều so với 5010C nhé. Giá em đang bán ra với giá là 2 triệu anh em nhé. Anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship ạ. Còn cọc thì là anh em chịu tiền ship, giá 2 triệu. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0981 956 486. Sản phẩm này bên em vẫn đang rất là sẵn hàng. Chất âm của em này thì nếu mà so với phân khúc 2 triệu thì chắc chắn là không còn em nào vượt qua được em nó về chất âm, nếu mà về dòng đèn nước anh em nhé. Đấy, lưu nhớ được 6 chế độ, 2 chế độ nháy này, lưu đỉnh. Núm này là volume để cho cái đèn cao thấp, anh em muốn đèn nó cao lên cỡ nào thì anh em chỉnh. Đó, rất là đẹp. Em này cũng chỉnh được độc lập từng kênh, kênh trái, kênh phải và hai kênh song song cùng một lúc đều ok. Anh em chỉnh xong thì anh em ấn nút nhớ, thích nhớ vào ô nào thì anh em ấn, sau đó thì anh em phát nó ra, rất là hay. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Khách ở trong Đồng La đã tin tưởng và đặt hàng em trong tối ngày hôm qua. Bây giờ em test và gửi cho anh trong chiều nay. Anh em nào mà đang có nhu cầu tìm lọc xì Hàn Quốc thì có thể liên hệ với em, thì bên em đang có mã 6010 Inken 7080 và Seward 980 vẫn còn hàng anh em nhé, nên anh em nào quan tâm thì có thể đặt hàng giúp em. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên em. Chào các bác.